Chào anh em ha, bữa nay Duy quay clip mới cho anh em xem ha. Những ngon lớn như đầy đủ. Số 1 bông đẹp đang đẻ. Số 3 bông đẹp luôn đang đẻ. Số 4 bông kem, một con bông kem và một con bông xám đó. Số 4 kem, con bông kem, con bông xám đang đẻ luôn. Số 5 con tim trắng cầm đen với một con bọc đỏ đang đẻ. Số 7 bông đỏ. Số 8 dân hoa, dân hoa đỏ. Số 9 dân hoa đỏ luôn. Số 10 dân hoa đỏ luôn ha. Hoa đỏ. Số 11 hoa đen. Số 1 hoa đen ha. Hoa đen. Số 12 hoa đỏ. Hoa đỏ ha. Số 13 hoa đỏ. Thật này là đẹp nhất chạy luôn á. Đẹp, đẹp cực kỳ. Hoa đỏ ha. Đẹp lắm. Số 14 bông đen. Bông đen. 15 bông đen luôn. Mười bảy bông đen. Đen ít thì tiền ít, đen nhiều. Bông ít thì tiền ít, bông nhiều tiền nhiều. 18 bông đỏ. Số 19 bông xám. Còn bông xám như con bông kem mà. Đó, bông kem trong, bông xám ngoài. Số 20 hoa đỏ. Hoa đỏ này rất là đẹp thôi. Số 21 con tim trắng cầm trắng với con tim trắng cầm đen đang đẻ. Số 22 bông đen, bông đen đẹp ha. Số 23 tim trắng cầm trắng pháp đỏ rồi kia cũng có luôn ha. Đó, pháp đỏ nè, đây cũng có pháp đỏ nè, pháp bông nè. Đó, pháp bông, đây cũng gặp pháp bông nè. Đó. Đó, pháp bông cái này ha, bông đẹp. Đó, bông đẹp. Đẹp đang đẻ luôn. Đây cũng gặp bông đẹp luôn. Bông đẹp. Số 50 hả? 50 rồi. Số 3 bông đẹp luôn. Còn cái này không? Hả nè. Đây là con rồng. Con rồng này cũng có tầm 3 tháng mấy, 4 tháng. 4 tháng. Số 12 tốc độ. Số 2 nè. Số 2 tốc độ ha. Số 7. Số 7 tốc độ luôn. Tốc độ ha, nó còn ngon nha. Số 18 cặp hậu. Số 18 cặp hậu ha. Cặp hậu 4 năm ha. Cũng non ha. Còn 61 bông đẹp. Bông đẹp luôn. 52 con rồng. Con rồng cũng cạn cũng tao không 4 tháng. 69 xám cầm đen. Đó. Xám cầm đen nè.
rồng. Đây là con rồng tơ. Đây, con này cũng có 3 tháng 3 tháng mấy. Con hoa đỏ 56. Đây cũng 57 hoa đỏ luôn. Hoa đỏ 72. Bông đẹp. Đâu? 33 cũng bông đẹp luôn. Em đang ghép con bông đỏ với con hoa đỏ với con hoa đen ha. Rồng, con rồng đỏ với con rồng rồng xám mà hơi có đỏ nữa. 42 bông đẹp. 43 cặp ma lai non. À, cặp này cặp ruột chạy ha. Mấy nó được chạy 44. Cặp này gặp gù ha, gù vip ha, ba lai gù vip. Tim trắng, tim trắng nha, tim trắng 36. Mở lại thì còn hai máy tới tuổi rồi, tới tuổi cặp kê được đó ha. Ai có trống đưa vô cặp kê ha. À, máy mở lại ha, dòng thúc gù di chuyển, hai máy đều dòng thúc gù di chuyển. À, máy đây cũng máy, còn hai máy hai chống ta mua rồi. Còn đây thì chim non ha, xuống đây có chim non, cặp rồng xám tuyệt đẹp luôn. Rồng xám, rồng vàng, nói chung non thì rồng xám, rồng vàng, đỏ nè. Đây cặp đỏ, bông được chim lớn gáy lá gai rồi ha. Bông tám của bông này đẹp nè, bông đẹp nè, gáy lá gai rồi nè. Đó. Bông ít thì từ ít, bông nhiều từ nhiều, phải không? Bông này cái gì, bông này có con nó lỗi chân nhẹ, con lỗi con ngón nè, lỗi nhẹ. Lỗi người bán rẻ, không gì hết. Bên đây chim lớn đằng lẻ, bông đẹp nè, hoa đen nè, số 2 hoa đen nè. Số 3 hoa đỏ nè, đằng lẻ không. Số 4 hoa đen nè, nhân hoa thì lấy nguyên bài. Số 5 bông xám cầm đen nè. Đó, lẻ ha. Số 7 nè, xám nè, xám cầm đen mới rất hộp nè, rất bự con. Số 8 nè, hoa đen nè. Đó, hoa đen nhìn chắc như được cắt luôn. Số 9 nè, bông rồng xám nè, tuyệt đẹp luôn. Bông rồng xám rất đẹp luôn. Bông đen thì mình rất là nhiều. Chim non thì mới về nhiều lắm, mình giao hết phần nữa rồi, gọi được phần nữa. Bông được, bông gì dừa rẻ tiền, những bông là rẻ tiền, nói chung là chạng nào cũng có, 400, 500, 600 thì đủ thứ, đủ loại. Đằng nào cũng có. Đây có cặp bông rồng quá đẹp. Bông rồng non nè.
Cặp bông rồng non này khá tuyệt vời luôn. Đó, thấy chưa? Đỏ. Ôi, bông rồng non này đẹp cực kỳ. Bông rồng non. Thì trắng ra đen thì nó lự hết nha anh em. Có những loại trắng rẻ tiền, loại đen rẻ tiền nè, loại đen thì đen rẻ tiền. Mà loại đốm đốm rồi nè. Hiện tại thì hàng cá đen thì còn đốm đốm nhiều. Đốm đốm gì nè. Với số lượng nhiều thì có giá đẹp. Trắng cũng vậy, trắng lấy từ nói chung anh em gom gom từ 5 cặp trở lên có giá đẹp. Đây cặp 88 nè, cặp trắng trắng kem. Trắng kem mắt vàng. Trắng kem mắt vàng. Vàng nè. Có được cặp một trắng kem mắt vàng. Trắng trắng. Với đen đốm nhiều lắm. Chung mấy đen đốm nè, nó đen đốm nè. Anh em mà mua số lượng nhiều thì giá đẹp, giá rẻ ha. Đen đốm đồ cũng nhiều lắm. Còn cái loại đen xịn chút á thì bên đây ha. Từ cái dãy dây xanh này qua đây là dãy đen xịn. Đen xịn nó coi được mấy cặp ha. 2 4 6 8 10 12. 12 cặp đen. Đen này nó mắc hơn cái loại đen kia 100.000 cặp ha. Đó. Đen này là đen hàng đánh được, hàng chơi được. Anh em nào công nhận nhiều anh em mà lấy cái hàng đen này là đánh được rồi, tại cái bên này là cái lô đen này của bên trại khác. Là ảnh thường lấy con tốc độ á. Lấy con tốc độ anh ghép với con chậm lại cho nó ra cái có bài bản mà nhưng nó lẹ miệng. Nó rất hay. Anh em có mua cái dòng này cũng biết rồi. Nó mắc hơn cái dòng đen thường bên kia 100.000 cặp nha. Thì tiền nào của đó chứ không có gì hết. Anh em lấy loại nào cũng thì cũng có loại đó cho anh em hết. Đó. Nhưng cái loại đen bên đây thì nó cao hơn có 100.000 à. Thì anh muốn nghe anh em muốn chơi loại nào anh em chơi. Cái loại bên đây thì hôm giờ anh em chơi là ai cũng chịu hết. Ta nói chơi ra bài ra bản mà nó vừa phải, nó không có nhanh, không có tốc độ. Cái dòng đen bên đây từ cái dây xanh này nè đã qua 12 cặp. 12 cặp đen bên đây là mắc hơn cái dòng đen với đen, dòng đen với dòng trắng bên đây thì mắc hơn con 100.000 nhiêu cũng không có là gọi là bao đâu. Anh em muốn thích chơi nào chơi à. Những cái chặng đen đốm nè, đen đốm rồi nè, loại này rẻ tiền, loại đen đốm thì rẻ tiền. Anh em có mua rồi anh em cũng biết rồi, lấy số lượng từ 5 cặp thì Duy để giá rất là đẹp. Anh em nào có mua bên Duy thì cũng đã biết rồi, mấy hàng đen đốm thì rẻ đó, thấy không? Bây giờ em coi nãy giờ đen đốm rất là nhiều, tới hồi về một đống ý là gì giao hết phần nữa đó nha, giao phần nữa. Còn những loại này thì nó nhích tiền hơn chút, nó bông bông gì vậy thôi. Vì đen đốm rất là nhiều. Rồi gì cũng sơ sơ cho anh em coi gì cũng quên còn cặp bông này, còn được cặp bông đẹp đây nữa. Có cặp bông đẹp đây nè. Bông non đẹp nữa. Ok rồi. Kia nó ngại nó không chịu phe ức ức ra cho người ta biết. Bà mẹ. Đây biểu rồi. Đứng lên trên này rồi. Ôi ôi nó lì. Vậy dễ thôi không? Vậy đi. Được phe rồi. Đó, thấy không? Còn được cặp này 108 bông đẹp. Rồi anh em. Anh em mua hàng bên Duy cũng biết rồi. Một là cọc hay là chiến đủ. Một là cọc hay là chiến đủ mới giao chim. Chim hàng hà sa số. Anh em cũng cần cái thứ gì cũng có. Từ non tới lớn, từ Mã Lai tới Thái. Đầy đủ. Rồi anh em, chào anh em.